Hiện nay, việc lựa chọn học ngành gì không những phù hợp với bản thân mà còn có cái tỷ lệ việc làm cao sau khi tốt nghiệp là điều khiến cho nhiều bạn sinh viên và phụ huynh đặt câu hỏi. Mục tiêu cuối cùng của việc học tập trong nước hay nước ngoài là để dễ dàng có một công việc phù hợp với mức thu nhập tốt. Thì bất cứ ai có đủ bằng cấp và kinh nghiệm làm việc đều có thể xin việc ở Singapore, nhưng có lẽ dễ dàng nhất là những người làm việc ngành công nghệ thông tin vì bản chất ngành này có vài điểm thuận lợi. Thứ nhất, có thể nói một điều về cơ bản là kỹ thuật và công nghệ máy tính không khác biệt giữa các cái công ty ở bất cứ nơi nào. Thứ hai là chuyên gia IT có nhiều điều kiện để tiếp xúc với ngoại ngữ. Ngành công nghệ thông tin cũng có nhiều cái nhánh như là thiết kế đồ họa, lập trình Flash, lập trình giao diện, lập trình web và ứng dụng, quản lý mạng. Thì dễ kiếm việc nhất đó là lập trình web. Và Singapore là một trong những quốc gia được đông đảo sinh viên Việt Nam theo học vì có các cái chương trình đào tạo đa dạng bằng cấp quốc tế. Và hiện tại các bạn sinh viên Việt Nam cũng đã và đang chọn những cái ngành học trong lĩnh vực như là quản lý sự kiện, truyền thông, kinh doanh, tài chính ngân hàng, marketing, công nghệ thông tin, du lịch khách sạn, thiết kế thời trang, nấu ăn, xây dựng, vân vân. Đó là những ngành nghề đang cần nhân lực và có mức lương hấp dẫn tại Singapore. Thì nếu bạn phân vân về chọn ngành học tại Singapore thì bạn có thể đến văn phòng Tân Đại Dương để được tư vấn, làm bài kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ chọn trường, chọn ngành và thủ tục xin nhập học. Thì theo đánh giá của các bạn đã và đang du học tại Singapore thì trường Kaplan được đánh giá cao bởi trường có rất là nhiều ưu điểm như là chuyên ngành học thì đa dạng, cơ sở vật chất thì rất là hiện đại, đội ngũ giảng viên thì chuyên nghiệp. Thì Kaplan Higher Education Academy trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan INC của Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới. Thì với 500 khu học xá ở 30 quốc gia trên toàn cầu, thì tập đoàn Kaplan đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Và khi các em học tại Kaplan Singapore sẽ vào học cái chương trình đại học với bằng cấp là ở Anh, Úc. Thì đặc biệt tại trường Kaplan Singapore có chương trình ngành kép do Đại học Murdoch University cấp bằng. Và chương trình này học một bằng đại học với hai chuyên ngành khác nhau, giúp cho sinh viên thuận lợi hơn sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội xin việc cao hơn ở hai lĩnh vực khác nhau. Và bằng cấp tại Singapore sẽ được đánh giá thông qua trang web của Bộ Nhân sự tại Singapore. Chỉ cần bạn đánh tên trường được cấp bằng cho bạn lên cái website này thì bạn sẽ biết được cái bằng cấp đó có được chấp nhận làm việc tại Singapore hay không. Thì trường Kaplan liên kết với rất là nhiều trường đại học nổi tiếng tại Anh, Úc giảng dạy và cấp bằng cho sinh viên. Như là ở Úc thì có Murdoch University, ở Anh thì có University College Dublin, Royal Holloway, University of London, University of Bournemouth, Birmingham City University, Northumbria University hay là Bedfordshire University. Thì với tấm bằng của các trường đại học này thì sinh viên hoàn toàn có thể làm việc tại Singapore và các nước khác trên thế giới. Ngành công nghệ thông tin tại Kaplan, bạn sẽ học 8 tháng để nhận bằng cao đẳng của Kaplan. Sau đó đến chương trình đại học sẽ được học ngành kép song song hai chuyên ngành như là cử nhân thông tin kinh doanh và khoa học máy tính, hay là cử nhân hệ thống thông tin kinh doanh với ngành pháp lý không gian mạng. Thì thời gian học là 16 tháng và học phí là 26.129 đô la Singapore, khoảng 431 triệu Việt Nam đồng. Thì các bạn sẽ được đóng 2 lần. Chương trình học tại Kaplan sẽ liên kết với trường Murdoch University giảng dạy và cấp bằng cho sinh viên. Với cái bằng cấp đại học sinh viên nhận được sẽ hoàn toàn giống như sinh viên đang du học tại Úc. Và hấp dẫn hơn đó là các suất học bổng Kaplan 2015, đó là khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh trường đại học Northumbria, Bedfordshire. Học bổng là 2.000 đến 3.000 đô la, tương đương là khoảng 34 cho tới 51 triệu Việt Nam đồng. Và học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học chuyển tiếp lên thạc sĩ, thì với cái suất học bổng là 5.000 cho tới 7.500 cho tới 10.000 đô la Singapore, tương đương là khoảng 85 cho tới 127 cho đến 170 triệu Việt Nam đồng. Thì để chi tiết hơn về ngành công nghệ thông tin cũng như rất là nhiều chuyên ngành khác tại trường Kaplan và chương trình học bổng cho năm 2015, hãy liên hệ ngay đến các tư vấn viên qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập website tundaiduong.edu.vn thì hoặc là lên văn phòng trực tiếp tại địa chỉ quận nhất là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, hoặc là hai văn phòng còn lại của Tân Đại Dương là ở quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn, du học Singapore hiện nay được khá nhiều bạn trẻ cũng như là phụ huynh quan tâm bởi Singapore có nhiều chương trình cũng như là bằng cấp quốc tế và có nhiều ưu điểm vượt trội. Thì trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của anh Nguyễn Nhật Hân, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore, đồng thời là cựu học sinh của trường, sẽ chia sẻ để giúp cho chúng ta có những cái quyết định đúng đắn. Xin chào anh Nhật Hân. Xin chào các bạn, xin chào chị Ly.
Thì anh Nhật Hưng có thể chia sẻ cho các bạn là hiện nay thì sinh viên Việt Nam đang theo học ở trường cấp định mình là có khá nhiều không này anh Nhật Hưng? Thì theo thống kê tới tháng 7 năm 2014 cho tới bây giờ thì số lượng sinh viên quốc tế Việt Nam theo học tại cấp định Singapore là không dưới 600 người. Và những cái chuyên ngành nào được học sinh Việt Nam quan tâm nhiều nhất tại trường cấp định? Hiện tại cấp định Singapore có hơn 16 chuyên ngành khác nhau và trong số đó có một số chuyên ngành rất là nổi bật. Và nổi bật nhất đó là chuyên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính ngân hàng và chuyên ngành dịch vụ quản trị du lịch và lữ hành. Và cái đồng thời là những cái sinh viên Việt Nam tiếng Anh của họ đó là một cái điểm yếu. Thì những sinh viên chưa có những cái địa chứng chỉ quốc tế như là IELTS, TOEIC, TOEFL thì có thể tham gia tại trường cấp định Singapore được không thưa anh? Đây là một vấn đề khá là nổi bật đối với sinh viên Việt Nam do bởi vì có một số bạn thì vẫn chưa có được những cái bằng cấp quốc tế như là chỉ nói là IELTS, TOEFL hoặc là TOEIC. Thì tại cấp lân Singapore có những khóa học chứng chỉ ở tiếng Anh quốc tế dành cho những bạn chưa đạt được điều kiện tiếng Anh để học chương trình đại học tại cấp lân. Và chương trình đó có nhiều cấp độ phù hợp cho tất cả các bạn, từ cấp độ cơ bản nhất cho tới cấp độ nâng cao hơn để các bạn có đủ điều kiện theo học tại chương trình đại học tại cấp lân Singapore. Được biết là anh Hưng trước đây là cựu sinh viên của trường Kaplan và hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường. Thì anh có thể là chia sẻ cho học sinh là khóa học sắp tới thì là khai giảng vào tháng mấy và cũng như là có những cái học bổng hay là chính sách ưu đãi cho sinh viên Việt Nam không thưa anh? Tại Kaplan thì có rất nhiều chương trình học khác nhau đa dạng, từ tiếng Anh cho tới bậc dự bị đại học, cho tới bậc cao đẳng và bậc đại học và thậm chí cả sau đại học. Thì đối với lại chương trình tiếng Anh, chương trình tiếng Anh được khai giảng vào ngày 10 tây tháng chẵn hàng năm, ví dụ như là ngày 10 tây tháng 2, 10 tây tháng 4, 10 tây tháng 6, vân vân và vân vân. Thì dành cho những bạn nào thì rất tiện lợi cho tất cả các bạn, chúng ta có thể lựa chọn cho mình một thời gian phù hợp cho theo học. Đối với lại chương trình dự bị đại học dành cho các bạn chưa tốt nghiệp cấp 3, chưa tốt nghiệp bậc phổ thông trung học, chúng ta có ngày khai giảng vào ngày 15 tây hàng tháng lẻ, tức là ngày 15 tây tháng 1, 15 tây tháng 3 và 15 tây tháng 5, vân 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 vân. Và sau đó nữa đó là chương trình bậc học cao đẳng hay tương đương là chương trình năm nhất của đại học. Thì ngày khai giảng chúng ta cũng có vào hàng tháng chẵn trong năm. Chính xác hơn là vào ngày 28, ngày 28 tây tháng chẵn trong năm, chẳng hạn như là 28 tây tháng 2, tháng 4, tháng 6, vân 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 vân. Đối với lại chương trình đại học và chương trình sau đại học thì các ngày khai giảng chúng ta đi theo ngày khai giảng của các trường đại học liên kết và cấp lên và thường sẽ tập trung vào những tháng đầu năm, ví dụ như tháng 1 hoặc tháng 3, và những ngày khai giảng vào cuối năm, ví dụ như tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đối với chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên đại học tại trường cấp lên Singapore, trường cấp lên Singapore dành 9 khóa học bổng cho các bạn học sinh xuất sắc của các khóa cao đẳng chuyển tiếp lên chương trình bậc đại học. Sẽ có 3 khóa học bổng trị giá 10.000 đô dành cho 3 bạn đứng nhất của khóa và 3 khóa học bổng dành cho 3 bạn đứng nhì khóa và 3 khóa học bổng dành cho bạn đứng thứ 3 của khóa. Và giá trị của khóa học bổng sẽ lần lượt là 10.000 đô, 7.500 đô và 5.000 đô cho các thứ hạng lần lượt. Thì như anh Hưng chia sẻ thì những cái học bổng đó sinh viên Việt Nam có những sinh viên nào đạt được không anh? Đối với sinh viên Việt Nam thì không chỉ riêng tại Singapore mà chắc chắn là học lực của các bạn học sinh viên Việt Nam đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì việc các bạn sinh viên Việt Nam tại cấp lên Singapore đạt được học bổng là điều không hề hiếm. Chẳng hạn như mình nhớ có một trường hợp rất là đặc biệt, đó là hai chị em sinh đôi, một bạn tên Hồng, một bạn tên Phương. Thì bạn Hồng là bạn em nhưng mà đã học bổng được top đầu, học bổng hạng nhất của toàn khóa, chỉ đạt 10.000 đô. Và chị của bạn Hồng là bạn Phương đạt được học bổng hạng 3, trị giá 5.000 đô của toàn khóa. Thì sinh viên Việt Nam của mình qua đó cũng đạt rất là nhiều học bổng đúng không ạ? Và theo cái kinh nghiệm của anh thì anh cũng có thể chia sẻ cho phụ huynh cũng như các bạn học sinh biết thêm là ngoài những cái học bổng và chính sách ưu đãi thì trường còn có những cái điểm nổi bật nào không thưa anh? Đối với lại chương trình đại học tại Kaplan Singapore thì nó có một số điểm nổi bật riêng biệt mà chỉ riêng trường Kaplan Singapore có. Thứ nhất đó là chương trình học rất là đa dạng với hơn 16 chuyên ngành trải dài từ các chương trình như là khoa học tự nhiên, tài chính ngân hàng cho tới các chương trình như khoa học xã hội, ví dụ như là tâm lý học. Thì thời gian học cũng được tiết kiệm tối đa bằng việc là các bạn sẽ không có những kỳ nghỉ dài giống như là kỳ nghỉ đông hoặc là kỳ nghỉ hè,
mà các bạn sẽ học liên tục, và giữa mỗi kỳ như vậy chỉ có những kỳ nghỉ ngắn hạn giữa những một học kỳ mà thôi. Và những kỳ ngắn hạn này thường chỉ kéo dài từ 1 cho tới 3 tuần. Cho nên khi các bạn được học tại Kaplan Singapore, thời gian các bạn được học toàn bộ chương trình đại học chỉ kéo dài từ 2 năm rưỡi cho tới 2 năm 8 tháng. Và cái cuối cùng đó chính là mức học phí rất là tiết kiệm, mức phí rất là tiết kiệm cho các bạn. Và ngoài ra thì tại Kaplan Singapore hiện tại đang sở hữu một cộng đồng sinh viên Việt Nam mạnh mẽ và thuộc dạng rộng lớn nhất tại Singapore. Thì được biết là bên trường Kaplan Singapore liên kết rất là nhiều những trường đối tác tại như là tại Anh nè, tại Úc nè. Thì theo anh có thể chia sẻ cho các bạn thêm là sinh viên Việt Nam nên chọn những cái trường liên kết nào để phù hợp nhất? Tại Kaplan Singapore thì hiện tại có 5 trường đại học liên kết với lại Kaplan. Và mỗi một trường như vậy nó đều có một thế mạnh riêng. Không thể nói là trường nào là tốt nhất và trường nào tốt hơn trường nào, mà là mỗi một trường nó đều có một cái tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Chẳng hạn như bạn thích học một trường cho bạn được một cái bậc cử nhân có thể học hai chuyên ngành cùng một lúc, bạn có thể chọn trường mở đầu của Úc. Hoặc là bạn muốn học một chuyên ngành cho bạn được tấm bằng có giá trị top 100 trên thế giới, bạn có thể chọn trường đại học Royal Holloway University of London. Mỗi một trường như vậy nó có đều thế mạnh khác nhau và dĩ nhiên nó cũng sẽ đều có những khó khăn nhất định. Thì những sinh viên Việt Nam của mình thường chọn những cái chương trình nào đối với trường liên kết? Đối với sinh viên Việt Nam mình, sinh viên Việt Nam rất có năng khiếu về toán. Cho nên chương trình về tài chính và ngân hàng và kế toán luôn là những chương trình mà các bạn được ưu tiên lựa chọn. Thì anh cũng có thể cho biết thêm là những cái học sinh mà đã học tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và họ muốn nâng cao lên cái khả năng học vấn của mình cũng như là tạo cái cơ hội sau này thì họ muốn học thạc sĩ. Thì hiện tại thì bên trường Kaplan cũng có đào tạo chuyên ngành về thạc sĩ đúng không các anh? Vậy, hiện tại bên Kaplan đào tạo thạc sĩ cho tổng cộng là 3 chuyên ngành. Chuyên ngành đầu tiên là về tài chính, chuyên ngành thứ hai là về quản trị và chuyên ngành thứ ba là dành cho những anh chị đã đi làm, đã có kinh nghiệm và muốn được chuyên sâu hơn về khả năng quản trị, đó là chương trình MBA. Về yêu cầu đầu vào của chương trình sau đại học thì tại Kaplan yêu cầu đầu vào học sinh thứ nhất là tiếng Anh. Học sinh được yêu cầu phải tốt nghiệp một đại học chính quy, và nếu như trong trường hợp học sinh tốt nghiệp đại học chính quy nhưng chương trình không được đào tạo bằng tiếng Anh, học sinh yêu cầu phải có IELTS tối thiểu là 6.5 và không có một điểm kỹ năng nào dưới 6 chấm. Và nếu như trong trường hợp các bạn tốt nghiệp đại học từ nước ngoài về chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh thì IELTS sẽ được xem xét miễn giảm cho các bạn. Thì những cái sinh viên mà mới tốt nghiệp ra trường, họ chưa có kinh nghiệm thì họ có thể tham gia tại thạc sĩ của Kaplan được không? Đối với chương trình thạc sĩ tại Kaplan sẽ hoàn toàn không yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm. Một lần nữa thì qua sự chia sẻ của anh Hưng thì chúng ta đã có một phần nào đó để có sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn, các bạn đừng ngần ngại và hãy gọi ngay đến số hotline 0838484879 hoặc truy cập website tân đại dương.edu.vn hoặc là lên văn phòng công ty trực tiếp tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và Tân Đại Dương hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn anh Hưng. Cảm ơn chị Ly. Chào các bạn.